có chương trình, xin mời tất cả quý vị. Khi thanh toán 100% chi phí tour tại Giang Hàng Bến Thành Tourist trong ngày hội du lịch không được đổi hủy. Đây là một lần nhất, một lần thật. Và các bạn ơi, và sau lần này là lần nữa là chúng ta những vị du khách đến với gian hàng núi du lịch của chúng tôi, hãy đón chờ. Ok, mời các bạn bắt đầu. Mời xin chúc mừng cô một chiếc tay lượt. Một lần nhất và một lần thật. Bạn nhất hay thật? Thật luôn. Và là một nón vải đến từ Tasty. Lại 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 lại